Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại series video kiếm tiền cùng Robby. Và trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao mà cái sàn Robby này lại có ít cái hàng hơn so với những sàn thương mại điện tử đang có tại hiện nay. Và trước khi vào nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay, thì các bạn đừng quên cho mình xin một like, hãy chia sẻ video này đến những người mà bạn nghĩ rằng họ cần nó. Ngoài ra cũng đừng quên đăng ký kênh của mình, bởi vì mình sẽ có rất là nhiều video về Robby. Và các bạn thân mến, cái thời điểm đầu tiên khi mình tham gia vào Robby thì mình nhận ra một điều là gì? Ở đây cái sản phẩm nó không được nhiều như những nơi khác. Và sau một cái hồi nghiên cứu và tìm hiểu thì mình đã đúc rút ra là 6 thứ này đã làm cho cái sàn Robby nó ít sản phẩm hơn. Và cái đầu tiên ấy là chúng ta biết được rằng cái nhu cầu mà sử dụng sản phẩm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu mà bạn quan tâm đến sức khỏe thì cũng chỉ có vài loại là nó phù hợp với bạn. Rồi là bạn quan tâm làm đẹp, chăm sóc da, rồi là bạn quan tâm lĩnh vực điện gia dụng hay là đồ gia dụng, thì tất cả những thứ đấy thì nó chỉ là có một số cái đầu sản phẩm thôi. Còn sở dĩ mà có rất là nhiều cái sản phẩm ở những sàn khác là vì đơn giản là cùng là, ví dụ như cùng làm cái máy giặt thì có nhiều thương hiệu mà thôi. Thế thì ở đây những cái chuyên gia về marketing ở Robby họ đã nghiên cứu thị trường rất kỹ lưỡng và cẩn thận và tìm ra cho chúng ta những sản phẩm chất lượng, cho nên là số lượng sản phẩm chúng ta ít nhưng mà chúng ta lại rất chất lượng. Các bạn hình dung chưa? Đó là cái đầu tiên là nhu cầu cơ bản thì chỉ cần một số sản phẩm. Thứ hai là hàng ở đây được chắt lọc và chất lượng. Các bạn phải biết rằng là nếu như ở ngoài kia khi mà chúng ta đi mua hàng thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn nhãn hàng cho một loại sản phẩm. Đấy, ví dụ nhà mình làm kem làm trắng da hả, thì nhiều hãng đều có cái tác dụng kem làm trắng da. Thế nhưng mà có phải là cái hàng nào cũng tốt đâu, có phải hàng nào cũng phù hợp đâu. Và ở đây thì họ đã phải nghiên cứu rất kỹ để chọn ra được đúng cái sản phẩm ít thôi nhưng chất, các bạn. Thứ ba là mỗi người cũng chỉ kinh doanh một vài sản phẩm. Các bạn thử tưởng tượng như này, nếu như các bạn lên các trang thương mại điện tử và xem các cái gian hàng của những người bán hàng ấy, thì thực tế thì họ cũng chỉ có kinh doanh một vài sản phẩm chứ họ đâu kinh doanh nhiều. Làm sao họ có thể kinh doanh lúc cả nghìn sản phẩm vào đây được, đúng không các bạn? Và cái sàn thương mại điện tử thì là tập hợp của những gian hàng mà, cho nên là mỗi người góp vài sản phẩm vào thì đương nhiên cái số lượng sản phẩm nó lên rất nhiều. Và các bạn hình dung như thế này, nếu như mà chúng ta kinh doanh ấy, thì chúng ta chỉ chọn một vài sản phẩm để chúng ta kinh doanh thôi. Nếu như chúng ta ngày hôm nay kinh doanh một cái mặt hàng này, rồi ngày mai hàng kia, ngày kia hàng kia nữa, và ngày nào cũng thay đổi liên tục như này, thì bản chất là các bạn sẽ rất khó bán hàng. Nó giống như là một cái nồi lẩu các bạn, cứ cho cái gì tùm lum vào là không được. Chúng ta phải xây dựng cái hình ảnh chuyên gia trong cái sản phẩm mà mình kinh doanh. Chính vì vậy là chúng ta cũng không thể kinh doanh nhiều sản phẩm cùng một lúc. Ngoài ra là các bạn khi mà kinh doanh tại Robby nó lại khác, là các bạn tập trung vào yếu tố tư vấn để bán hàng chứ không phải là tập trung vào số lượng hàng. Cho nên là bạn phải am hiểu nó rất là rõ từng sản phẩm ở đây. Bạn sẽ phải học nó một cách nghiêm túc và cẩn thận để bạn phục vụ mục đích là gì? Chăm sóc khách hàng trước khi mua hàng, trong quá trình mua hàng và sau khi mua hàng. Đó chính là cái sự khác biệt tại Robby. Tiếp theo là tại Robby thì nó đã cung cấp trên 1.000 sản phẩm và đủ để cho chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Thì bây giờ các bạn tưởng tượng như này, các bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang sở hữu trên 1.000 sản phẩm đó đi. Chúng ta đang có một siêu thị rất to, cái công việc của bạn chỉ tập trung bán hàng, hãy chọn lựa ra những cái sản phẩm nào nó phù hợp với mình. Trên 1.000 sản phẩm này không có nghĩa là bạn sẽ sử dụng cả 1.000 sản phẩm để mà các bạn kinh doanh đâu. Mỗi người sẽ phù hợp với một số sản phẩm nhất định thôi. Ví dụ mình nói là nếu như da mình xấu thì không thể kinh doanh sản phẩm làm đẹp da, bởi vì bản thân mình da còn chả ra gì thì làm sao mà có thể kinh doanh những cái sản phẩm như thế được, đúng không các bạn? Rồi tiếp theo nữa là gì? Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp thì mình đã vừa nói rồi. Và tất cả những cái thứ vừa rồi nó đã góp lại để tạo nên một sàn Robby thương mại điện tử kết hợp yếu tố tư vấn bán hàng một cách hoàn chỉnh nhất. Và đây chính là một cái phong cách mới, một cái phương thức mới để giúp cho cái việc bán hàng nó trở nên gần gũi hơn với chúng ta, cũng như là giúp cho những người mua hàng của chúng ta họ có được sự chuyên nghiệp trong cái việc tư vấn sản phẩm, chuyên nghiệp trong vấn đề là gì, chăm sóc khách hàng trong quá trình mua hàng và sau cái quá trình mua hàng chúng ta vẫn tiếp tục chăm sóc. Và cái bí mật để giúp chúng ta có thể gia tăng nguồn thu nhập ở đây là các bạn phải biết chăm sóc khách hàng, các bạn phải giúp cho họ mua nhiều hàng hơn chứ không phải là chúng ta đi tìm nhiều người hơn, các bạn nhé. Và cái video này thì mình có lẽ là mình sẽ kết thúc ở đây. Thì
qua một vài phút ngắn ngủi vừa rồi thì chắc cũng bạn cũng đã thấy rằng là thực ra là chúng ta đang có quá nhiều sản phẩm để kinh doanh chứ không phải là chỉ một vài sản phẩm, đúng không? Và video ngắn mình xin kết thúc luôn. Và trước khi kết thúc, các bạn nhớ là cho mình xin một like để tạo động lực cho mình nhé. Ngoài ra hãy chia sẻ video này đến những người mà bạn nghĩ rằng họ đang rất cần nó. Và hãy đăng ký kênh của mình đi để mà chúng ta đón nhận những video mới nhất từ mình. Và nếu như bạn nào mà chưa có cái tài khoản Dropy thì mình đã để sẵn cái đường link đăng ký ở phía dưới phần mô tả video này. Hãy đăng ký một tài khoản để chúng ta trải nghiệm Dropy và bạn sẽ nhận ra một điều là bạn sẽ có thể kiếm ra được rất nhiều tiền từ đây. Và xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.